hai đứa nha. Nè đây là clip. Đó, khi mà clip vô là nó sẽ cử động với con đó. Mình có thể tương tác trực tiếp luôn. Để vô. À có nghĩa là vuốt qua nó slow là nó đóng lại con đó liền nếu mà mất cái camera quét đi. Rồi, xoay 360 độ thử coi. Đó. Con này diện quả phải không? Cú quả lắm. Rồi. Xong rồi. Lấy con vịt hả? Đó. Đúng rồi. Chuyển qua tiếng khác coi. Rồi, chuyển qua tiếng khác. Tiếng Tây Ban Nha thử coi. Calamardo. Calato. Ồ, calato. Rồi tới tiếng Hàn Quốc không? Tiếng Hàn Quốc là tuổi teen phái lắm đó. Ủa sao có gì cũng cu đi rồi xong rồi ha. Bây giờ sẽ qua cái phiên bản giao thông để mà chơi giao thông. Tỷ giao thông. Giao thông là máy này. Máy này có rồi. Chủ quay quên máy. À, quét thử. Phiên bản giao thông này á thì chỉ có 50 lá bài thôi. 50 thẻ thôi. Mỗi bên là 25 thẻ. Nó cũng chia hạt như cái kia thôi. Rồi có quan trọng nhất là cái thẻ quét nè. Cái này với cái đế để điện thoại. Chạy công an. Đó. Đúng rồi, nhìn cũng đẹp. Ôi, đang zoom nè. Rất là nhiều. Tên lửa đi. À, rocket. Em có để thẳng như vậy cho Vũ quay thẳng. Con tàu Titanic. Warship. Warship. Bicycle. Nhiều quá, nhiều quá, lọn lọn. Bicycle. Bắt đầu chuyển qua tiếng Hoa ha. À, gì? Xa chưa à? À, tự hành xe. Giờ tới xe hơi nè. Tới tới xe buýt nè. Taxi nè. Taxi à. Máy bay. Máy bay nữa nè. Phi chi. Cho nó mất đi. Phi chi. Này là máy bay chiến đấu. Chọn vô. Nó thả bơm không? Đó nó bắn luôn nè. Đó, thấy nó bắn chưa? Cho tăng này.
hình lại, quay phim lại. Nó sẽ đợi 3 giây. Đó. Nó đang quay phim lại. Rất là tốt. Tốt cho con nít đó. Rồi nó kêu mình share lên. Đó, mình có thể share lên Facebook nè, YouTube nè, tin nhắn nè.